Vâng, chào mừng tất cả các cô chú anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi trưa ngày hôm nay. Hiện tại thì bây giờ trước sự màn hình của mình thì một chiếc xe màu xanh, bản số đang đeo là 51A55737. Trước khi em review con xe này thì em cũng đồng thông qua một lời chào trân trọng và thân thương nhất gửi tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn trẻ. Con xe này bên em hôm nay bán xuống cái giá thành cho anh chị là 65 triệu đồng ha. Hôm nay giảm giá xuống 65 triệu đồng. Tên em nó là Toyota Camry, sản xuất năm 1988, đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn, tay lái trợ lực, kính bấm đồng sơn si, nội thất khá là sạch sẽ, dàn ghế nỉ, với hệ thống là full xăng điện tử. Dung tích xi lanh của em nó là 2 chấm. Thì con xe này độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là tầm 8-9 lít trên 100 cây số. Hiện tại thì hiệu lực đăng kiểm của em nó còn tới tháng 9 năm 2022. Xe thì cứ 6 tháng đi đăng kiểm một lần. Hệ thống bên ngoài xe thì nước sơn màu xanh rất là đẹp anh chị ha. Đó, nước sơn thì không thể gì bằng cãi cho chiếc Camry anh chị ha. Đây, nguyên cặp ga lăng, anh em nào chơi Camry thì nhìn biết là bộ ga lăng này rất là có giá trị cho chiếc Camry. Vỏ bánh của chiếc xe này thì còn gần như là 95%, bốn cái vỏ rất là mới, ven ken sà beng. Nước sơn thì cực kỳ đẹp rồi, xe này thì nước sơn không có thể gì mà chê được anh chị ha. Đó, đèn bọc bản số Sài Gòn, riêng bộ Sài Gòn, anh chị em nào ở Sài Gòn thì bộ bản số này rất là có giá ha. Bản số này cũng rất đẹp anh chị, 55737, bộ hồ sơ là 21 triệu đồng cho mới từ 50 tới 59 ở Sài Gòn. Xe thì dán phim cách nhiệt lên về che mưa, tay nắm cửa thì được mạ inox hơn chị ha. Và hệ thống bên trong cửa chiếc xe này thì em nó sở hữu một dàn ghế nỉ đây anh chị, dàn ghế nỉ thì rất là đẹp như vậy ha, nỉ màu xanh theo màu xe luôn, sàn bọng sạch sẽ, trần thì được da tắp bi tắp lô của em nó đây anh chị, đây vân viết em nó vẫn nổi keo chỉ luôn, cho chị rất đẹp và rất liền lạc. Đây, thập tì chân đi lên đi xuống vẫn còn vân nổi rất là nhiều, cửa nẻo thì đóng rất là fit anh chị ha. Và đây là cánh cửa tài, cánh cửa được sử dụng nhiều nhất anh chị thấy nè, đó anh chị thấy không, rất đẹp. Xe thì bốn kính là kính chỉnh điện nha anh chị, đó keo chỉ là còn nguyên bản luôn, keo cột trụ A trụ B thì rất là liền lạc, những nốt đinh tán của nhà sản xuất là vẫn còn. Thì những dấu hiệu này nói lên chiếc xe của mình là không có bị cấn đụng như xương sậu nha anh chị. Đây, bản lề, nách cửa của em nó đây. Hợp thì chân đi lên đi xuống ở bên cửa tài. Đó, cái ghế mà sử dụng nhiều nhất. Dàn ghế này, ghế nỉ cực kỳ đẹp rồi anh chị. Và bước vào hệ thống bên trong thì xe có trang bị cho mình một dàn nhạc giải trí thôi anh chị ha. Là có một cái màn hình giải trí để em coi xe này có camera gì không nha. Nổ máy sẽ coi có camera gì không. Cái này nó không có dây điện hả ta? Cái này thì hiện tại bây giờ em bấm thì không thấy nó có tác dụng. Thì cái này mình kiểm tra sau anh chị ha. Xe thì máy lạnh rất là mát. Đây, máy lạnh rất là cực kỳ sâu. Tay lái trợ lực, đèn còi xi nhan đầy đủ các kiểu, con đà điểu ha, không thiếu một chức năng nào hết. Gặt mưa gặt nắng hoạt động rất là trơn tru. Kính chỉnh điện rất là ok nha anh chị ha. Đó, hoạt động rất là ok vậy ha. Và bây giờ mời anh chị cùng theo em kiểm tra chút xíu về hệ thống khoang máy. Còn cái màn hình này thì em sẽ kiểm tra sau cho anh chị ha. Coi như là quay thì nó không có đi. Đó. Còn nếu mà nó sửa được thì đứt dây đứt nhợ đâu thì em sẽ cho mấy anh em thợ lắp vô ha. Dòng Camry này thì anh chị nào đã từng chạy thì anh chị biết nó chạy rất là bền và rất là chắc. Một mình em thì đỡ cái nắp nó hơi khó khăn một chút xíu. Đây, với hệ thống thì phun xăng điện tử và cái còn nguyên bản của em nó máy móc rất khô ráo và sạch sẽ, máy nổ rất là thì thầm anh chị ha. Anh chị thấy không? Này nó có cái bóng đèn nó bị rớt ra, em tí em cho gắn lại. Vú bo kèm cục trụ A trụ B của em nó anh chị thấy nè, vẫn còn nguyên bản. Thì những dấu hiệu của chiếc xe của mình rất là liền lạc. Đây là thanh dằn của em nó. Chiếc sự màn hình thì quý anh chị cô chú cũng hình dung ha. Đó. Keo chỉ của em nó vẫn còn nguyên bản nè, nắp capo. Với 65 triệu đồng thôi thì quý anh chị sở hữu ngay chiếc Camry sản xuất năm 1988 này. Và bây giờ mời tất cả các chú anh chị cùng theo em kiểm tra chút xíu về hệ thống khoang gầm của em nó. Đây là dàn gầm của em nó, gầm bệ rất đẹp nha anh chị.
Đó, cửa nẻo nước sơn khá là ok. Đó, quý anh chị nào thích sở hữu chiếc xe này thì xem xe trực tiếp tại ở Tân Châu, thành phố Tây Ninh nha cô chú và anh chị. Đó, với giá thành là 65 triệu đồng. Anh chị nào lấy thì bên em sẽ cho mấy anh em dặm lại cái này cho anh chị ha, dặm sơn lại cho anh chị cô chú ha. Đèn bóng rất là đẹp. Và đây luôn quay luôn dàn gầm bên tài cho anh chị cùng tham khảo ha. Đây là dàn gầm bên tài. Đó, làm bệ rất cứng cáp ngon lành. Vỏ bánh thì 95%. Này, bốn cái vỏ mấy keng sben luôn. Mâm này mâm của Camry luôn. Học về rồi không một ngọt nha anh chị. Rất ok. Đó. Đó, cô chú anh chị nào yêu quý chiếc Toyota Camry bản số Sài Gòn này. Sản xuất năm 1988, đăng ký 5 triệu ngồi số sàn, tay lái chịu lực đồng sơn xin, rất sạch sẽ. Thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông các góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Cô chú anh chị nào đã đăng ký kênh rồi thì hãy khích lệ tinh thần cho em một like trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau. Chúc cho đại gia đình mình có một buổi chiều thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống nhé.